Ngày 18 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam Võ Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1997, ngụ quận Gò Vấp, về tội môi giới mại dâm. Công an xác định Hạnh bán dâm và hoạt động mại dâm từ nhiều năm trước. Phòng PC02 cho biết các cô gái tham gia vào đường dây của Hạnh đều có ngoại hình cao, đẹp, dễ nhìn, nói chuyện khéo. Đặc biệt các cô này phải được người quen giới thiệu bảo lãnh thì Hạnh mới đồng ý cho tham gia. Khi được Hạnh đồng ý, các cô gái phải gửi hình ảnh mặc quần áo đồng phục tiếp viên các hãng hàng không để gửi cho khách mua dâm nhằm tăng sức hút và được giá cao. Hạnh có hơn 30 đào có thể bán dâm cho khách tại Thành phố Hồ Chí Minh khi có nhu cầu. Với khách quen có nhu cầu mua dâm thì Hạnh cũng trực tiếp bán dâm. Phần lớn các khách hàng mua dâm trong đường dây của Hạnh là doanh nhân, đại gia ở Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác. Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh được hưởng 7 triệu đồng. Bước đầu, công an xác định Hạnh đã thu lời bất chính từ việc môi giới mại dâm hơn 1 tỷ đồng.